Ở chúng tôi nằm đây. Là quá. Mình tắt bập rồi. Bởi quá chi hả chú kêu đừ quá hắm chuột bằng đừ xong cho tao gỡ cho anh chơi gỡ bỏ vô máy con này nè con nữa con nữa nó ngoài chưa nổi rồi không có trùng cũng khó nhắc luôn. Tưởng trùng nó không ăn chứ ăn giống ăn chim cúc này cứu gì nè con lấy cái thùng cho múc ra hả rắn chết rồi đó. Em chết rồi. Mày chết đâu? Không phải chết đâu chết. Chết rồi. Chết hả? Lấy thùng tao bút ra thôi. Chết rồi. Chết nó còn sống. Con nó lội kìa. Điện cá rô chết chắc. Chắc vậy quá con lấy con lấy cái thùng tao bút ra. Cái rô chết là què gì? Cái rô không nó đừng. Chết rồi. Phải bắt mình mà nha. Cửa nhắn trung chết đó. Nó, nó chết đó. Nó bự bộ. Cũng một tanh nha. Còn hôi kệ để đi nước cái đĩa giờ hết nước rồi còn hôi để chừng nào có nước tên xong rồi con ếch mình mới thả vô nha mọi người ếch này bự rồi đi săn nãy cái máy cá nó chết vậy còn bận dầu mỡ